Thái Hòa xứng đáng là ông hoàng phòng vé khi làm điều này. Hiện tại sự trở lại mặt ảnh rộng của Thái Hòa đang được khán giả vô cùng trông chờ. Đóng con nhót mót chồng, Thái Hòa có mối quan hệ cha con với nữ chính Thu Trang, song đã mang đến một màn trình diễn diễn xuất chất lượng, gây bất ngờ. Muốn đợi tao nắp mấy gì rượu rồi? Mày muốn đợi mày nắp bước luôn hay sao? Mày nhậu giống tao rồi đó. Theo trailer chính thức, ông xỉn, Thái Hòa đã cho nhót, Thu Trang bạt tay vì cô ngoan cố không nghe lời. Thế nhưng sau đó, ông xỉn cũng tự cho mình nhiều cái tát liên tiếp tự trách vô cùng đau đớn và xót xa. Ở hậu trường, đạo diễn Vũ Ngọc đã chăm chú xem và phải bất ngờ với cách diễn của Thái Hòa. Anh tiết lộ đây là tình tiết được chính Thái Hòa sáng tạo dựa theo cảm xúc của ông xỉn, hoàn toàn không hề có trong kịch bản. Thu Trang cũng không khỏi ngạc nhiên và hoang mang với hành động này của đàn anh cho biết. Tôi thực sự nể Thái Hòa vì lực tát lúc đó rất mạnh, cả khuôn mặt anh lúc đó sưng hết cả lên, thậm chí, khi tát xong, đạo diễn yêu cầu tát lại để quay thêm những góc ấy, anh ấy cũng rất nhập tâm để tát lại đúng cái lực đó. Bản thân nam diễn viên cũng nhầm tính, bật mí rằng anh phải quay lại 7 đến 8 lần đêm mới lên đến 40 cánh vậy. Thu Trang cho biết cô đã rất nỗ lực để mời cho được Thái Hòa tham gia. Nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất đã hẹn gặp riêng anh, tóm gọn nội dung phim con nhát mót chồng trong vài dòng và may mắn có sự gật đầu của anh. Với khán giả Việt, Thái Hòa là cái tên bảo chứng cho chất lượng phim cũng như sở hữu nhiều dự án đạt doanh thu phòng vé khủng.